Hello, xin chào anh chị các bạn. Đây là dòng Nokia E61. Những dòng máy này cầm rất là chắc chắn nha như các bạn. Bộ vỏ này là vỏ zin nguyên cây nha như các bạn. Tại vì cái dòng này là không có ai bán vỏ linh kiện hết á, cho nên không có sợ là mua nhầm vỏ lô. Vỏ zin này chắc chắn, khít đẹp, không lo gì hết. Dòng này nó nghe nhạc rất là hay. Để em mở chuông thử cho anh chị với các bạn xem. Máy này không có tiếng Việt nha anh chị các bạn, mà cũng dễ xài lắm. Ai mà xài E71, E72 quen là dễ xài lắm. Nghe loa trong rất là lớn, nghe nhạc rất là hay. Âm thanh rất ấm nha anh chị các bạn. Thẻ nhớ đầy đủ. Máy này có 3G luôn. Đó. Con này có logo nhà mạng T-Mobile. Hiện tại giá cho một cái E61 bên em bán là gì? 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 6 nha chị các bạn. Tùy tình trạng máy đẹp, máy xước nhẹ hay gì đó. Mới 100% đó. Anh chị nào cần thì vui lòng liên hệ bên em. Hai số điện thoại, website, địa chỉ đầy đủ như đây nha anh chị các bạn. Muốn mua thì cứ liên hệ qua xem trực tiếp, lựa test cây nào ok đem về. Cây này nó hơi xước nè nên về rẻ một chút. Còn những cây đẹp thì giá hơi cao một chút. Đó, vậy thôi. Ok, cảm ơn chị xem clip.